Chào, chị em đã đến với kênh Yến Hy, Yến Hy Handmade. Hôm nay chị em mình sẽ cùng làm cây súp lơ này. Để làm cây súp lơ này thì chị em mình sẽ cần chuẩn bị những thứ như em đã ghi ở trên màn hình. Chị em có nhu cầu muốn mua sản phẩm thì có thể liên hệ với em qua Zalo hoặc Facebook. Em có để link ở phần mô tả nha. Khi móc súp lơ, trước tiên chị em mình sẽ cần lấy lên một vòng tròn gồm 6 mũi X. Đầu tiên mình sẽ để cái phần dây ngắn ở trên tay như này. Đưa phần dây dài đánh dấu X qua. Mình sẽ đưa kim sang đầu bên đối diện. Đưa kim qua, kéo cái phần dây dài lên. Bây giờ mình lên một bính. Hai, ở đây hiện tại mình đang có là 1, 2 bính. Mình sẽ móc vào cái chân mũi ở bên dưới này, 6 mũi X. Mình lấy lên 1. Đưa kim sang. 2. 3. Bốn. Năm. Sáu. Sau khi chị em mình đã móc được 6 mũi X đầu tiên rồi thì chị em mình sẽ kết hàng. Mình đưa kim sang chân mũi ở bên đối diện này, kéo dây qua. Khi kéo dây qua thì chị em mình siết chặt tay để cho cái chân mũi nối đầu và cuối của hàng được chặt lại. Bây giờ mình mới lên một bính. Bắt đầu hàng thứ hai, chị em mình sẽ móc 6 mũi V, tức là 2 mũi X mình móc cùng một chân. 1 2. Như vậy là mình đã vừa móc xong một mũi X, mình sẽ móc mũi X tiếp theo. 1 2. Mình sẽ móc liên tiếp như vậy cho đến khi đủ 6 mũi V. Đã móc xong đủ 6 mũi V thì có là 12 mũi X ở trên hàng. Bây giờ mình sẽ kết thúc hàng bằng cách đưa kim sang chân mũi ở bên đối diện, lấy lên một mũi trượt, kéo siết lại để cho cái chân mũi của mình nó được khít hơn. Sau đó mình lên một bính, móc hàng thứ ba. Chị em mình sẽ móc lên 1X, 1V 6 lần. 1X này đến 1V. Nghĩa là mình sẽ móc một mũi bình thường và một mũi tăng, một mũi bình thường, một mũi tăng cho đến hết vòng. Chị em mình đang có là 18 mũi X ở trên hàng và mình sẽ kết hàng cũng giống như các hàng khác. Đưa kim sang đầu bên đối diện, lấy lên một mũi trượt, sau đó siết chặt lại và lên một bính. Ở hàng thứ tư, chị em mình sẽ móc 18 mũi X, nhưng mà cách móc mũi X này thì chị em mình nhìn thấy là ở cái trên kim của mình, bình thường một chân mũi thì sẽ có hai dây tạo thành một chữ V như này. Nhưng ở hàng thứ tư thì mình sẽ đưa kim qua nửa chữ V, đó là mình đưa kim vào cái dây ở bên trong, dây ở bên trong này. Mình móc lên một chữ X. Chân mũi kế bên này cũng vậy, có hai dây thì mình sẽ móc dây ở bên trong. Tiếp theo cũng vậy. Hàng này chị em mình sẽ móc lên 18 mũi X ở dây trong nhé mọi người. Mình móc xong hàng thứ tư, chị em mình đang có một thành phẩm như này. Và cái vòng thứ tư này mình cũng đã móc đủ 18 mũi X rồi. Mình sẽ kết hàng giống như các hàng ở phía trước mình đã làm. Từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 10, mỗi hàng chị em mình sẽ móc lên 18 mũi X. Và từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 10 này thì chị em mình cũng đưa kim qua cả chân mũi, chứ không cần đưa qua nửa mũi như hàng thứ 4 nữa. Em mình móc hết hàng thứ 10 thì mình sẽ cắt đoạn dây ra chừng 5 đến 10 cm như thế này và kéo cái chân mũi lên. Rồi mình sẽ nối màu xanh của phần lá vào. Mình sẽ đưa kim vào lại cái chân này. Cái phần dây mình để lên phía trước. Khi chị em mình nối dây thì mình sẽ lấy lên một đoạn màu xanh của thân lá. Rồi mình cho vào kim và kéo qua cái chân mũi này. Sau khi kéo qua chân mũi này thì cái phần dây mình lấy lên này cho ra đằng sau. Còn cái phần dây mà mình cắt thì ở đằng trước. Bây giờ chị em mình sẽ đưa kim lại và đầu chân mũi ở bên đối diện của hàng, lấy lên một mũi trượt,
Sau đó mình sẽ kéo xít cái phần, mình sẽ kéo khít cái phần chân mũi mà mình vừa lấy lên một mũi trượt á, mình kéo khít lại để cho các chân mũi có độ liên kết cao, để cho cái hàng của mình nó gắn chặt hơn. Bây giờ mình sẽ lấy lên 3 bính. Khi lấy được 3 bính rồi thì chị em mình sẽ bắt đầu chuyển sang móc phần thân lá. Cái phần thân lá này thì chị em mình sẽ tạo thành từ những mũi hạt bắp. Và mũi hạt bắp thì mình sẽ móc như sau. Ở đây một chân mũi này chị em mình sẽ móc vào 5 mũi kép đơn cùng một chân. Vì ở cái phần đầu tiên này của mình ý, mình đã lên một chân gồm 3 bính rồi. Vậy nên mình sẽ chỉ cần móc lên 4 mũi kép đơn thôi. Bây giờ mình sẽ kéo dài cái chân mũi cuối cùng này lên này. Sau đó mình đưa kim lại, mình đếm 1 2 3. Mình đưa kim vào cái chân giữa chân mũi thứ 3 này. Sau đó mình đưa kim lại vào cái chân mũi mà mình vừa kéo dài lên ý. Thì khi mình đưa kim vào cái phần sống lưng của kim này, mình sẽ để ở trong lòng mình. Còn cái mỏ để kéo được cái phần dây len ấy thì mình sẽ để lên hướng lên phía trước. Sau đó mình thu len lại để cho nó khít với cái phần chân kim hơn. Rồi mình sẽ kéo qua cái chân mũi này. Nghĩa là từ chân mũi thứ 5 sang chân mũi đầu tiên mình sẽ kéo nối lại với nhau. Sau khi kéo xong rồi mình đưa kim về tư thế để móc lúc ban đầu, mình lấy lên một mũi bính. Ở mũi bắp thứ 2, chị em mình sẽ móc vào ngay chân bên cạnh của mũi bắp đầu tiên. Mình cũng móc ở chân này trở đi, chị em mình sẽ móc lên mỗi một mũi bắp gồm 5 mũi kép đơn. 2 3 4 5. Khi mình móc được 5 mũi kép đơn cùng chân rồi, mình sẽ kéo dài cái phần chân mũi thứ 5 này lên. Mình đếm này, 1 2 3 4 5. Mình đếm đến cái chân thứ 5 này thì mình đưa kim vào cái chân thứ 5 này. Đưa kim qua chân chữ V thứ 5 này. Và mình sẽ đưa cái phần kim lại cái chân mũi ở đầu bên đối diện. Rồi mình kéo dây len cho nó khít cái phần dây len vào cây kim. Sau đó mình sẽ kéo sang cái chân mũi đầu tiên đó. Và mình đưa lại kim rồi móc lên một mũi bính. Và mình tiếp tục móc sang hạt bắp thứ 3. Các vật hạt bắp chị em mình móc tương tự nhau. Mỗi một hạt bắp sẽ gồm 5 mũi kép đơn cùng một chân tạo thành. Móc xong 5 mũi kép rồi thì chị em mình lại đưa dây lên, đếm 1 2 3 4 5, lại đưa kim vào cái chân V thứ 5 này. Và đưa kim ngược lại cái chân mũi mà mình đã kéo dài lên, thu dây lại, kéo chân mũi đó qua. Chị em mình sẽ móc liên tiếp 18 hạt bắp. Và cái phần dây mà lúc ban đầu mình nối ấy, thì mình nhìn thấy ở đây mình đang vẫn để nó dây nó nhô lên như này. Thì mình sẽ cầm cái đầu dây, kéo chặt xuống. Chị em mình nhìn cái thành phẩm của mình, nó vẫn như là bình thường. Và ở đây khi mà chị em mình nối dây xong ấy, chị em mình không nên cắt dây đi nhá. Cái thành phẩm của mình có nhồi bông ở bên trong ấy, thế nên mình cũng không cần cắt dây đi. Mình chỉ cần đưa cái dây này vào lại ở bên trong thôi là được rồi. Hoặc chị em mình có thể móc cùng song song để giấu cái phần dây này hết vòng luôn cũng được. Kết thúc hàng đầu tiên được 18 hạt bắp như này rồi thì mình sẽ kết hàng bằng cách là mình đưa kim sang cái chân bên đối diện. Ở đây chị em mình nhìn thấy cái đường bính của mình đi lên ý, mình sẽ móc vào cái đường bính đó rồi mình kéo siết chặt ạ. Như vậy là chị em mình đã kết được hàng đầu tiên với 18 phần hạt bắp. Bây giờ lên hàng thứ hai, chị em mình cũng lên 3 bính. Sau đó mình sẽ móc xuống cái chân mà mình vừa mới chốt hàng á, 4 mũi kép đơn cùng một chân. Ở hàng thứ hai này mình cũng móc lên 18 hạt bắp. Nhưng mà ở hàng đầu tiên với cái hạt bắp đầu tiên thì mình chỉ cần móc lên 4 mũi kép đơn cùng một chân thôi. Sau đó mình sẽ nối chân mũi thứ 5 và chân mũi đầu tiên lại với nhau. Mình vẫn đưa kim vào chân mũi 1, 2, 3. Đưa kim vào giữa cái bính thứ 3 này. Rồi kéo dây sang. Chị em mình đưa đúng kim ý, theo cái chiều mà em hướng dẫn mọi người thì mọi người sẽ kéo được cái dây sang nhanh hơn, tiện hơn và không bị tuốc dây nhé. Bắt đầu sang mũi thứ 2. Thì ở mũi bắp thứ 2 này chị em mình thấy là ở giữa mũi đầu tiên và mũi thứ 2 nó có một chân mũi. Mình sẽ móc vào chân mũi đó.
Mình cứ đưa kim xuống khoảng giữa của hai chân mũi, mình móc lên. Khi móc đủ 5 mũi kép đơn rồi thì chị em mình lại nối mũi kép đơn đầu tiên và mũi kép đơn thứ 5 lại với nhau, rồi lên một mũi trượt. Mình cứ móc liên tiếp như vậy cho đến khi mình kết thúc hàng thứ hai với 18 hạt bắp. Kết thúc ở hàng thứ hai, chị em mình cũng sẽ làm giống tương tự hàng đầu tiên, mình đưa kim sang bên đối diện rồi kéo sang một mũi trượt. Ở đây chị em mình sẽ lên ba bính. Ở phần thân lá này thì ở trên hàng thứ ba, chị em mình vừa móc vừa thu mũi để hàng thứ ba mình chỉ còn 9 hạt bắp thôi. Có nghĩa là khi chị em mình thu mũi thì mình sẽ móc gộp hai chân mũi làm một để tạo thành một hạt bắp. Trước tiên mình sẽ móc vào phần đầu tiên này. 1 2 hai mũi kép đơn và một chân. Tiếp đến hai mũi kép đơn còn lại mình sẽ móc vào một chân bên này. Bởi vì cái mũi đầu tiên của mình lúc nào mình sẽ chỉ có móc 4 mũi kép đơn thôi. Kéo dây lên, đưa sang cái chân bính thứ 3 mà mình lúc đầu mình lấy lên 3 bính đó. Mình kéo dây từ bên trái sang. Bây giờ chị em mình tiếp tục móc sang chân tiếp theo. 1 2 3 3 mũi kép đơn, còn 2 mũi kép đơn mình chuyển sang chân mũi ở bên cạnh. 4 5 Khi móc đủ 5 mũi kép đơn như này rồi thì mình lại rút dây lên, đưa kim và kéo dây từ bên trái sang. Lên một mũi. Tiếp tục chị em mình sẽ móc lần lượt như vậy. Chập 2 mũi và làm 1. Chập 2 mũi và làm 1. Thì mình sẽ được hết hàng thứ 3, mình sẽ được là 9 mũi bắp. Móc kết thúc mũi bắp cuối cùng, chị em mình lại nối hàng vào. Ở đây chị em mình cũng siết chặt chân. Và lên cái phần trên này thì nhỏ dần ý, chị em mình sẽ nhồi bông vào ở cái hàng thứ 3 của phần thân lá này. Vì cố lên bên trên nữa thì mình sẽ không thể nhét được bông, nên là mình sẽ nhét luôn. Sau khi mình đã nhét bông xong cho cái phần thân này rồi thì chị em mình thấy là cái ở bên trên này bị nhồi, nó sẽ chèn bông lên một chút xíu. Mình sẽ vừa móc mình vừa chỉnh lại cái phần bông. Mình cố gắng móc làm sao để khi mà mình móc không bị kéo cái phần bông này lên bên. Đến hàng thứ tư của cái phần thân lá này thì chị em mình sẽ móc thu mũi để còn được 5 mũi bắp. Nghĩa là khi mà chị em mình móc thu mũi còn 5 mũi bắp thì sẽ được là 4 mũi. 4 mũi là gồm mỗi mũi sẽ 2 chân, nhưng một mũi cuối cùng thì sẽ chỉ là 1 chân mũi thôi. Chị em mình lên 3 bính như bình thường. Mình sẽ móc vào chân mũi đầu tiên này 2 mũi kép cùng 1 chân. Móc được 2 mũi kép cùng 1 chân rồi, chị em mình sẽ móc sang chân bên cạnh 2 mũi kép cùng 1 chân. Và khi móc thì chị em mình nhớ dùng phần tay để chèn qua cái phần bông này nhá. Thì khi mình dùng tay để chèn qua phần bông thì mình sẽ móc không bị dính phần bông lên. Móc mà bị dính phần bông lên thì thành phẩm của mình nó sẽ bị xấu. Cách móc của mình thì cũng tương tự như các bước khác.
Khi mình móc xong 5 mũi cắt như này thì mình sẽ kết hàng. Kết hàng thì chị em mình cũng kết hàng như các hàng khác thôi. Mình đưa kim sang chân mũi bên đối diện, sau đó lấy lên một mũi trượt, kéo chặt lại. Và ở đây mình sẽ cắt dây ra khoảng 10 cm. Mình cắt ra khoảng 10 cm dây. Rồi mình sẽ kéo cái phần chân mũi này lên. Mình chốt. Bây giờ chị em mình sẽ sử dụng kim để khâu tròn cái phần trên này lại. Khi khâu chị em mình sẽ đưa kim qua nửa cái chữ V. Chị em mình nhìn thấy nó sẽ có một cái đường viền lên trên như này, thì mình sẽ đưa kim qua nửa chữ V ở bên ngoài này. Tiếp đến nửa chữ V tiếp theo. Năm chân mũi thì sẽ có 5 chữ V. Và mình sẽ lấy lên qua 5 cái phần chữ V của mỗi chân. Nhưng mà mình chỉ đưa qua cái bên ngoài thôi mọi người nhé, cái bức dây ở bên ngoài á. Sau khi đưa qua đủ 5 V rồi, chị em mình siết chặt lại, siết chặt phần dây này. Rồi chị em mình đưa kim xuống bên dưới này, đưa kim xuống bên dưới, đâm lên. Mình sẽ chốt mũi ở như cái phần dây này. Chị em dùng cây súp lơ này làm móc khóa thì mình sẽ khâu luôn cái phần móc khóa vào đây. Dây len đang ở trên kim như này, mình vừa mình lấy mũi chốt mấu xong thì bây giờ mình sẽ xỏ vào cái phần móc khóa này, đưa ngược lại vào cái chân ở giữa. Sau đó mình sẽ cắm cái phần, mình sẽ đưa kim xuống, đưa kim xuống một chân bất kỳ nhé. Rồi mình lại đưa kim đi chân khác. Xuống chân thứ hai này thì chị em mình sẽ chốt sợi. Rồi mình lại giấu dây tiếp. Giấu dây xong rồi mình sẽ cắt dây đi. Chị em yên tâm là khi mình giấu dây mấy lần như vậy thì cái phần dây của mình nó sẽ không bị tuột ra và sản phẩm mình dùng thoải mái nhé. Ở đây em sẽ sử dụng keo nến để làm, để dán mắt. Chị em mình có thể dùng mắt dán hoặc là mắt chốt như này cũng được. Đối với mắt chốt như này, em khi em dán vào thì em sẽ sử dụng đầu kéo để làm cái phần chốt này được rộng hơn này, vì mình đã không chốt ngay từ ban đầu ấy. Mắt cách nhau 1, 2, 3 chân như này. Chị em dùng mắt dán hoặc chị em mình có thể dùng chỉ để khâu cái phần chân mắt này cũng được. Mình chỉ cần một ít keo thôi để nó làm điểm dính thôi mọi người ạ. Em xé cái phần sợi len ra để cho cái chỉ này nó có độ mảnh phù hợp với cái thành phẩm của mình nhé mọi người. Chị em mình sẽ đưa kim từ phía sau lại. Chị em thấy hướng dẫn này hữu ích thì hãy bấm like để ủng hộ và bấm đăng ký kênh để đón xem những video hướng dẫn mới nhất về đan móc nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành cây súp lơ làm móc khóa như này. Cảm ơn chị em đã theo dõi video. Chúc chị em có được một sản phẩm ưng ý. Nếu chị em có thắc mắc hãy để lại bình luận. Em sẽ trả lời mọi người sớm nhất có thể nhé. Và thấy video của em hữu ích thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để đón xem những video hướng dẫn mới nhất về đan móc nhé. Bye bye!